Rồi xong rồi nha. Bây giờ này là tới 70. Lên mình lên này là 30. Đây viên đấm này là 50 ha. Đây. Quá trình trăm này. Cái khoảng này, khoảng này là 35. Khoảng này cũng 35 cm luôn. Thấy nó hơi bự. Đây. Nắp này. Nắp này mình có thể mở ra nghe. Đó. Rồi. Đúng rồi anh Thịnh ơi. Thấu ấy ha. 30 rất là yên.